Xin chào anh chị đã quay lại với kênh Thức Bất Động Sản Miền Tây. Thì hôm nay em đang có mặt tại ấp 4 xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Cụ thể hơn là cách cái con đường Phạm Hùng khoảng là 200 m ha quý anh chị. Đây có một ngôi nhà nha, em thấy rất là đẹp ha và cứng cáp luôn. Giá cực kỳ tốt nha anh quý anh chị. 1 tỷ 190 triệu đồng thương lượng trực tiếp chủ nhà. Và ngôi nhà chúng ta xây trên diện tích đất là ngang 4,5 dài 23 nha quý anh chị. Đó, em nhà thiết kế rất là rộng nha. Và vị trí nó cũng khá là đẹp. Đó, rồi mà cái tầm tài chính thì cũng khá là ổn ha, thì dành cho quý anh chị nào mà tầm tài chính không cao nè, nó gần cái khu công nghiệp nè, thì đường trước nhà chúng ta là đường đa nên quý anh chị rất là sạch sẽ luôn. Ở đây là khu dân cư nè, đông đúc nè ha, những ngôi nhà khác đang chuẩn bị xây thêm nha. Thì ở vị trí này chúng ta đi ra cái đường Phạm Hùng ha, là khoảng là 200 m thôi quý anh chị ơi. Đường xe qua lâm nha quý anh chị, thì chúng ta vận chuyển đồ đạc nè, thuận tiện nè, đi xe máy thì thoải mái luôn đó. Thì ngôi nhà chúng ta ở đây trước mặt quý anh chị nha. Thì ngôi nhà này đi vào cái trung tâm thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, khoảng là 10 tới 15 phút lái xe quý anh chị. Rồi cái mặt nền của nó là cao hơn cái mặt đường khoảng 3 tấc nè. Rồi thì ở bên cái phần đây gia chủ thiết kế ha, chúng ta đang làm một cái bồn bông nha quý anh chị. Nó trồng hoa 10 giờ ha, lưỡi hổ rồi nè, tùy cho quý anh chị thôi nha. Đó thì bảo vệ cái ngôi nhà chúng ta, bảo vệ cái sân, đó là bốn cái cửa sắt nè quý anh chị. Rất là chắc chắn luôn. Đó. Màu đen ha, màu trắng này ha. Rồi bên trong đó là một cái phần sân, nó chúng ta đậu xe máy thoải mái nè, hoặc là chúng ta có thể trồng cái cảnh ở trong nhà cũng được nha. Đó. Thì ở đây cũng có cái nước nè quý anh chị, chúng ta rửa sân nè ha, rửa xe tại nhà ha, tưới hoa cũng được ha. Thì ở phần bên đây thì ở đây chủ có để một cái số cái lam mà có lỗ nè, chúng ta lấy gió vào ha, tạo cái điểm nhấn cho ngôi nhà nha. Thì ngôi nhà chúng ta này cái quý anh chị, đó, ở đây thì bên đây có là ốp gạch nè, đó, đây có cửa sổ nè, lấy sáng lấy gió cái phần hông nhà nha. Đó thì bảo vệ cái phòng khách đó là bốn cánh cửa nha, bằng sắt nè, kính cường lực nha quý anh chị, rất là chắc chắn nha, bền bỉ theo thời gian nha. Thì ở đây là có phòng khách nè, nó rộng khoảng là 25 tới 30 mét vuông nha quý anh chị. Thì em nghĩ ở đây chúng ta nên để một cái tivi đây nè, trên tường ha, có điện sẵn nè, hoặc là cái kệ cũng được ha, hoặc là cái tủ tivi cũng được ha, tùy quý chị thôi. Thì cái phần này thì tối chúng ta nếu mà đi ngủ thì chúng ta để những xe máy vào là thoải mái luôn. Thì nhà chúng ta là điện âm trần hết quý anh chị, nó ổ điện nè sẵn hết luôn. Ở trên là trần thạch cao nè quý anh chị, nó có đèn cũng khá là đẹp ha. Thì phần cái đối diện bên đây chúng ta nên để là một bộ ghế sofa hả, chữ L ha, cái bàn nó hay gì cũng được ha, tùy quý anh chị mà sở hữu thiết kế ha, sở hữu riêng cho mình nó. Rồi ăn uống tiếp khách nè, uống trà ha, rất là tuyệt vời. Thì liên thông giữa cái phòng khách đó là không gian bếp với quý anh chị. Thì ở đây có là cái vách ngăn nha quý anh chị, giữa phòng khách đây, phòng bếp ở đây nè. Đó. Thì cái phòng bếp này nè, ở trên cái dàn hệ tủ ha quý anh chị thấy khá là nhiều nha. Đó, ở đây thì cũng có một cái dàn hệ kệ nè, chúng ta để chai rượu nè, bình hoa nè, vật cảnh phong thủy nha. Ở phần đây thì quý anh chị có để thêm những cái chậu bonsai nè, những cái thiết kế riêng cho mình này nha. Ở đây đó, đây có em nghĩ là gia chủ dụng ý đó là để một cái chỗ mà thờ ông táo quý anh chị, nó có sẵn nè. Thì bên đây có một cái phát lên như vậy, em nghĩ là để chúng ta là máy hút mùi ở đây, cùng ở dưới đó đây là lỗ là để chúng ta để đi dây ga nè, nó để bếp ga bếp điện đây nè, rất là tuyệt vời. Đây có ô điện nè, thì ở đây nó ốp gạch nè, chúng ta thuận tiện lau chùi ở dưới cái mặt bếp nha, đá hoa cương nha quý anh chị. Rồi ở đây quá nhiều hộp tủ luôn này nha. Đó, bên đây hộp tủ này chúng ta để nồi ơi xôi chảo nè, còn ở đây nó để gì đó, chén bát ly đũa ha, gia vị nè, nêm nếm nước mắm nước tương gì đó. Ở đây cũng có ô điện, chúng ta để nồi cơm điện cũng được ha. Rồi ở đây lavabo, cái này bằng đá nha quý anh chị, rửa rau rửa chén nè, rất là tuyệt vời luôn. Ở đây cũng có kệ tủ nè, quá nhiều tiện dụng nha quý chị. Thì quý chị thì chỉ cần sở hữu ha, để nồi ơi xôi chảo chén bát rồi ha, rào là sử dụng thôi. Thì đây có ổ điện này, chúng ta để một cái tủ lạnh đây đó, lấy thức ăn ra rửa chế biến vậy là xong đó. Cùng ngôi nhà chúng ta là có một cái nhà vệ sinh nè chung ở đây nha quý chị. Ở đây là có nè là bô bằng đá nha quý chị, kiến nè, vòi sen, bồn cầu, đó, tường ốp gạch ha, cao lên tới trần nha quý chị.
màu này cũng bóng này, rất là sang trọng nha. Phòng này là rộng, khá là rộng, chiều ngang nó khoảng, em nghĩ khoảng là 1m2 trở lên đó quý anh chị, rất là rộng. Chiều dài đi vô cũng khoảng gần 3m nha. Thì nhà chúng ta có lối đi chung nè, nhà đi chung nè, rất là rộng luôn, thông thoáng nha, vận chuyển đồ đạc đi lại tránh nhau thoải mái luôn, khoảng 1m2 hơn quý anh chị. Thì phòng ngủ nào cũng tương tự nha, thì em sẽ quay sơ cho quý anh chị xem nha. Đó, đây là phòng ngủ nè, nó cũng rộng nha, cũng gần 15m2 á, tường ốp gạch ha, cao 1m5 nè, dễ vệ sinh lau chùi. Ở trên là có chỗ ga với điện có sẵn cho gắn máy lạnh thôi. Thì phòng này thì chúng ta để giường, tủ quần áo, bàn trang điểm ha, thì vào là sử dụng thôi quý anh chị. Đó, đèn led cũng có sẵn rồi. Thì ngôi nhà chúng ta thì có hai phòng ngủ nè, phù hợp cho một gia đình, thí dụ như cặp vợ chồng một hai đứa con nữa ha, hoặc là chúng ta ở cùng ba mẹ cũng được nè ha, hoặc là thí dụ như mình để cho ba mẹ mình ở và cái con cháu mình ở cũng được ha, tùy do mục đích, thí dụ như mà chúng ta muốn sở hữu nè, có phù hợp hay không. Và cuối cái ngôi nhà này thì có ra một cái bảng, cái phòng này em nghĩ là chúng ta tận dụng khá là nhiều ha. Theo em nghĩ thì ở đây chúng ta để đồ ở đây, hoặc những vật liệu ví dụ mà ít sử dụng đó, tận như nhà kho nhỏ đi quý chị. Đó, ở đây có nước ra nè, nước thoát nè, đó thì chúng ta để cái máy giặt ở đây, ổ điện có sẵn, thì tận dụng cho chủ cũng rất là tinh tế nha. Nếu nhà chúng ta mà có tiệc rửa chén nhiều quá thì ở đây, đó chỗ này là gì để rửa chén ha, chúng ta lau nhà, người ta lấy nước ở đây trong nhà cũng được ha. Cùng cái phần ở đây cũng là cửa sổ nè, đó chúng ta nếu mà lấy thoáng lấy gió chúng ta mở ra, gió từ sau lên thì gió trước vào rồi gió sau vào ha, ngôi nhà chúng ta là sẽ trung chuyển cái không khí rất là tuyệt vời nha quý chị. Rồi thì em xin tóm gọn nha, nhà chúng ta tại là ấp 4 xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đó, thiết kế là một phòng khách nè, một sân nè, hai phòng ngủ nè, một nhà vệ sinh. Đó, xây trên diện tích đất là ngang 4,5 dài 23 nha quý anh chị. Thổ cư chủ quyền nhà đầy đủ, giá là 1.190.000.000 thương lượng trực tiếp trong nhà, có hỗ trợ ngân hàng nha quý anh chị. Đó, nhà có hướng tây nam đó, và cách cái đường Phạm Hùng khoảng là 200m thôi. Rồi, cuối cùng quý anh chị nào có quan tâm đến ngôi nhà này, vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, thì chính em Thích Bất Động Sản Miền Tây sẽ cùng quý anh chị đi xem nha và thương lượng trực tiếp giá cả nếu như mình muốn sở hữu cái ngôi nhà này. Và cuối cùng ha, xin hẹn gặp lại những video tiếp theo của Thích Bất Động Sản Miền Tây nhé. Xin kính chào. Xem thêm nhiều tại website nhà đất đẹp miền tây.com.